Xin chào mọi người, kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè. Em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là KC54-23 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận Tây, bên quận 7 nha mọi người. Đây là vị trí của nhà mình. Nhà mình cách quận 4 chỉ khoảng 100m và cách trung tâm quận nhất chỉ khoảng vài phút đi xe. Nên xung quanh nhà mình có một số tiện ích như là cây xăng, hiệu thuốc Phạm Ma City, sát bên chợ ngã ba Trịnh Xuân Soạn, cửa hàng thực phẩm King Food Mart, cửa hàng điện máy xanh và thế giới di động, cửa hàng tiện lợi Winmart, trường trung học Nguyễn Hữu Thọ. Thì thông tin của nhà như là diện tích, giá cả đó là em có để trong video á, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Thì nhà mình á là chủ nhà có chừa một cái khoảng sân nè, đó để làm chỗ để xe nha mọi người. Và cái nhà ở đây nè, là nhà này là cũng bán luôn, chủ là bán hai căn luôn. Thì căn nhà này em sẽ giới thiệu ở video sau nha. Còn đây là không gian bên trong nhà nè mọi người. Thì nhà hiện tại là đang để trống nha, là mọi người có thể xem nhà, giao dịch và bạn giao nhà bất kỳ lúc nào cũng được. Nhà là xây suốt ở đằng sau luôn. Và ở đằng sau sẽ là cái nhà vệ sinh nha mọi người. Đây là khu vực nhà vệ sinh nè. Đó, rất là sạch sẽ nha mọi người. Tại vì chủ nhà lót gạch hết toàn bộ luôn á. Đây, tiếp theo sẽ là khu vực ở lầu 1 nha mọi người. Lầu 1 là cũng trống suốt hết luôn nha mọi người. Đó, mà trang trí cũng rất là đẹp luôn nha. Ngoài đây là chúng ta có thêm một cái ban công nè. Này, ban công nè. Đó, hướng nhìn xuống nhà. Cái sân để xe của chúng ta nè. Đây là xung quanh nhà nha mọi người. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.